Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Bắt đầu phần 3 của chương trình Thời sự quốc tế, thưa quý khán giả, đối thoại về Shangri-La sắp khai mạc tại Singapore. Đây là một cuộc đối thoại thường niên giữa các bộ trưởng quốc phòng của nhiều quốc gia để nhằm mục đích thảo luận, trao đổi và thậm chí tìm những giải pháp mà đôi bên đang bị bế tắc. Thì trong bối cảnh này, các hãng thông tấn cho biết là triển vọng về một cuộc đối thoại quân sự cao cấp nhất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể sẽ không xảy ra. Sau khi mà nhà cầm quyền Bắc Kinh nói rằng sẽ không tổ chức một cuộc họp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trong khi hai vị bộ trưởng này sẽ tham dự hội nghị an ninh Shangri-La ở bên Singapore ở cuối tuần này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Mao Ninh đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ, nói rằng Mỹ đã nên tôn trọng quyền và lợi ích an ninh cũng như là mối quan tâm của Trung Quốc ngay lập tức, và đồng thời phải sửa chữa những hành vi mà Bắc Kinh gọi là không có đúng, sai trái, và thể hiện cái thái độ chân thành để tạo ra một cái không khí đối thoại giữa đôi bên. Mao Ninh không đưa ra chi tiết, nhưng mà báo chí nói rằng rõ ràng cái tình hình căng thẳng giữa đôi bên do cái việc mà Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Đài Loan để Đài Loan phòng thủ lãnh thổ của mình trước nguy cơ một cuộc tấn công của Trung Quốc. Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, và Trung Quốc hiện nay đang ngày càng gây tức giận cho các quốc gia trong khu vực vì cái thái độ mà Trung Quốc lấn sân, tức là chiếm đóng những cái khu vực đảo của nhiều quốc gia chung quanh ở vùng Biển Đông. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng bị nghi ngờ là đã gửi khinh khí cầu do thám vào không phận của nước Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin đã dự trù là sẽ phát biểu tại đối thoại Shangri-La vào ngày thứ Bảy này. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là Lý Thượng Phúc sẽ phát biểu vào ngày Chủ nhật. Hai bên sẽ không gặp nhau một cách trực tiếp. Bộ trưởng Austin đã gặp riêng người tiền nhiệm của Lý Thượng Phúc, lúc đó là tướng Ngụy Phượng Hòa, tại đối thoại Shangri-La năm ngoái, nhưng không đi tới được một kết quả cụ thể nào để xoa dịu các mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden thì đã gặp nhau bên lề cuộc họp nhóm 20, tức là 20 nền kinh tế lớn mạnh trên thế giới vào tháng 11 vừa qua tại Bali ở bên Indonesia. Nhưng các cuộc tiếp xúc chỉ mang có tính cách biểu tượng thôi, chứ không đi vào vấn đề giải quyết mối căng thẳng. Ngoại trưởng Antony Blinken thì đã hủy chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 2 vừa rồi, sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do Thái của Trung Quốc bay qua không phận của nước Mỹ. Bây giờ thì Bắc Kinh lại có lý do để tức giận hơn sau chuyến viếng thăm của bà Tổng thống Thái Anh Văn tại Mỹ, và bà đã được Chủ tịch Hạ viện Liên bang Kevin McCarthy tiếp tại Los Angeles, miền Nam California. Trung Quốc cũng phản đối các hoạt động của các tàu hải quân của Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ nói rất rõ là cái vùng Biển Đông là một khu vực hàng hải tự do, cho nên đưa tàu vào sát 12 hải lý chung quanh những hòn đảo mà Bắc Kinh đã ngang ngược chiếm, và sau đó xây dựng những công sự phòng thủ quân sự ở trên những hòn đảo đó. Tình hình giữa đôi bên sẽ căng thẳng. Và tại hội nghị Singapore lần này, người ta không hy vọng rằng đôi bên sẽ phá được cái tảng băng mà đang khiến cho mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ ngày càng có dấu hiệu căng thẳng hơn nữa. Và quay trở về những bản tin địa phương Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, một bác sĩ ở tại tiểu bang Missouri hơn một tuần qua đó được gia đình báo mất tích, thì bây giờ phía cảnh sát cố gắng tìm kiếm, thì mới ngày hôm qua cuối cùng cảnh sát đã tìm được, nhưng mà kết quả thì là tìm được xác của ông thôi quý vị. Và bây giờ cảnh sát đang điều tra theo cái hướng là có thể ông đã bị giết. Thì đây là bác sĩ John Forsythe,
49 tuổi. Ông vốn là bác sĩ của bệnh viện gọi là Mercy Hospital ở thành phố Cassville, tiểu bang Missouri. Thì chính cái bệnh viện này vào hôm 21 tháng 5 đó, họ đã gọi báo cảnh sát khi mà ông bác sĩ đáng lý có cái ca trực sáng sớm thì ông lại không có show up ở chỗ làm mà cũng không hề gọi. Thì là một cái chuyện mà giống như là lần đầu tiên trong suốt 15 năm qua làm việc ở đây ông không đi làm mà không gọi như vậy, thì nó không có giống cái tính cách của ông tại bệnh viện. Và các y tá ở đây đó nói là ông là một người vô cùng có trách nhiệm, chưa bao giờ nghỉ làm cả. Thì họ báo cảnh sát, và lúc đó đó thì phía ông bác sĩ này có 7 người con, và ông có một cô hôn thê. Mới 3 ngày trước đó thì ông vừa mới đính hôn với lại hôn thê. Thì lúc đó gia đình cũng chưa có biết là ông mất tích nữa. Thì đến khi mà cảnh sát đến nhà tìm hiểu đó, thì cô hôn thê này cổ cũng nói là 7 giờ sáng hôm Chủ nhật ngày 21 tây đó đó, thì cổ còn text với ông bác sĩ. Ông bác sĩ nói là ông sẽ về nhà sớm ngày hôm đó. Thì mới có vài tiếng đồng hồ thôi cho nên cô không có nghĩ gì hết. Thì từ cái manh mối là 7 giờ sáng ông còn text đó, thì phía cảnh sát họ mới đi tìm những cái video ở bệnh viện vân vân, thì họ phát hiện ra là ngay khi mà text cho cô bạn gái xong đó, 7 giờ họ có cái cột mốc thời gian, thì họ thấy là ông bác sĩ đi ra khỏi bệnh viện, ông có một cái chiếc RV đậu ở ngay cái parking lot của bệnh viện luôn. Thì chắc là nhà ở xa cho nên là ông ở ngay đó luôn, để có nhiều khi đi làm cho nó tiện. Thì cái video từ cái parking lot cho thấy đó là ông bác sĩ ổng đi vào cái RV, và sau đó rất là nhanh ổng leo lên cái chiếc Infiniti, xe của ổng đậu ngay kế cái RV, và ông lái đến cái khu vực ở trong hình đó, thưa quý vị, nó gọi là cái Aquatic Center, thì hình như giống như là một cái khu vực hồ bơi công cộng ở cái thành phố này hay sao đó. Thì ông đến đây bởi vì cảnh sát tìm được cái xe của ông ở đây, và ở cái video ở đây thì người ta lại, cảnh sát lại thấy được cảnh là ông đến, ông đậu xe ở một cái góc cũng khá là khuất, và có một cái chiếc xe SUV màu trắng lái đến đậu ở kế chiếc Infiniti của ông, và ông leo lên cái xe SUV đó, chiếc SUV lái đi một cái là từ lúc đó gia đình không có liên lạc được nữa. Tại vì cảnh sát nói khi mà họ tìm được cái xe Infiniti của ông đó, bên trong là ví, hai cái phone, laptop và cả passport đều ở trong đó, nghĩa là ông đi vào trong cái SUV mình không, cho nên không liên lạc được. Thì kể từ lúc đó là cảnh sát họ lùng sục ở cái khu vực này rộng 90 acres nhưng mà không tìm thấy gì cả. Và phía cảnh sát họ cũng đã chính thức đưa ra cái poster là tìm kiếm ông bác sĩ này. Thế nhưng vào ngày hôm qua đó thì phía gia đình cho biết là cảnh sát đã gọi cho họ, họ đã tìm thấy xác của ông bác sĩ ở tại phía bắc của Arkansas, là tiểu bang lân cận cách thành phố Cassville của Missouri khoảng chừng đâu 4 tiếng lái xe. Thì bây giờ phía gia đình cũng nói là cảnh sát không nói lý do tại sao họ tìm được xác của ông ở đó, còn rất nhiều những cái chi tiết mà cảnh sát chưa có nói với gia đình, cần phải giảo nghiệm tử thi rồi mới biết là ông bác sĩ này tại sao chết. Chỉ biết là bây giờ phía báo chí họ phát hiện thêm là vài ngày trước khi mà đính hôn với cô hôn thê hiện tại đó, ông vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Qua cái thủ tục ly hôn thì được biết là tòa yêu cầu ông phải trả một tháng 19.000 Mỹ Kim cho cô vợ cũ và nuôi những đứa con cũ. Thì không biết là cái chuyện ly hôn này có liên quan gì đến cái chuyện mà cái chết của ông bác sĩ hay không? Một lời nhắc nhở đối với tất cả những du khách mà không quen đường đi nước bước tại tiểu bang Hawaii. Lại thêm một người du khách nữa vì một lý do bất cẩn lái xe mà đi theo cái lời hướng dẫn của cái hệ thống GPS đó. Thay vì đi vào thành phố thì lại đâm vào một cái đoạn sông ngay tại một cái hải cảng. Có những cái tàu du lịch đậu ở trên cái hải cảng đó. Thưa quý vị, bản tin của bên Hawaii cho biết là người phụ nữ này trong lúc lái xe trên đường thì GPS chỉ, và bà đã quẹo vào một cái khu vực mà bà nghĩ rằng nó chỉ là một cái vũng nước nhỏ thôi. Ai dè bà đâm sầm xuống một cái dòng nước rất là lớn. Đó là một cái cảng biển. Rồi mà báo chí nói bà hay lắm, rất may mắn.
Bà không biết lanh trí làm sao đó, bà thò tay lấy được tất cả những vật dụng trên xe của mình, nào là cái ví này, nào là cái backpack và những cái vật dụng khác. Bà tung cửa ra và bà trồi lên được mặt nước, được cứu thoát. Thì bên Hawaii cảnh cáo rằng lái xe phải cẩn thận, bởi vì đây là không phải lần thứ nhất, mà lần thứ hai cũng ngay tại địa điểm đó là một cái cảng ở bên có tên là Kailua Kona. Cái cảng đó là Honolulu Small Boat Harbor. Hai người du khách không biết là người quốc hay là từ đất liền qua chơi mà đã bị đâm xe vào cái cảng này rồi, rớt xuống dưới biển. Thành thử ra xin nhắc nhở, vào mùa hè sắp tới, nếu mà chúng ta có đưa gia đình đi qua Hawaii chơi thì xài cái loại hệ thống định vị đó là phải rất là cẩn thận. Chúng tôi sẽ trở lại phần tin thế giới sau ít phút thông tin thương mại.